Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với tin tức 24 giờ trên kênh YouTube Sức khỏe và đời sống. Và để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết về diễn biến dịch bệnh COVID-19. Pfizer trong vòng 100 ngày sẽ có vaccine chống lại biến thể Omicron. Tin tức đáng chú ý tiếp theo cũng đến từ đại diện của vaccine Pfizer. Mặc dù đã thừa nhận vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể Omicron, thế nhưng Pfizer cho biết họ có thể sản xuất và phân phối vaccine đã được nâng cấp để chống lại biến thể Omicron trong vòng 100 ngày nếu biến thể mới có khả năng kháng với vaccine hiện tại. Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra biến thể mới Omicron ở Nam Phi. Kể từ đó, nó đã lan sang một số quốc gia khác như Israel, Bỉ, Anh. Biến thể này có nhiều đột biến nguy hiểm, có thể khiến nó dễ dàng kháng lại được các kháng thể có được do tiêm vaccine. Các đột biến cũng có thể khiến biến thể này dễ dàng lây lan, ngay cả ở những người đã tiêm chủng và tăng nguy cơ tái nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá Omicron là biến thể nguy hiểm, là một trong các biến thể virus corona đe dọa nhất. Biến thể Delta cũng thuộc loại này. Có thể xuất xưởng các lô vaccine đầu tiên trong vòng 100 ngày. Cũng có những lo ngại rằng biến thể này có thể kháng mạnh hơn đối với các loại vaccine hiện đã được triển khai cho hàng tỷ người trên thế giới. Nếu đúng như vậy, Pfizer cho biết họ có thể sản xuất và phân phối phiên bản nâng cấp của vaccine COVID-19 trong vòng 100 ngày nếu biến thể mới Omicron có khả năng kháng với vaccine hiện tại. Vẫn chưa rõ liệu vaccine COVID-19 hiện tại có chống lại được biến thể này hay không, nhưng các nhà sản xuất vaccine Pfizer đang chờ kết quả. Theo Insider, Pfizer và BioNTech đã thực hiện các hành động từ nhiều tháng trước để có thể điều chỉnh vaccine mRNA trong vòng 6 tuần và xuất xưởng các lô đầu tiên trong vòng 100 ngày trong trường hợp có biến thể kháng lại được. Công ty cho biết trong một tuyên bố, trong vòng 2 tuần sẽ biết liệu vaccine hiện tại có chống được biến thể Omicron hay không. Người phát ngôn của công ty nói với Reuters rằng trong vòng 2 tuần, Pfizer dự kiến sẽ biết liệu biến thể mới này có kháng được loại vaccine hiện tại hay không. Người phát ngôn cho biết, Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm dữ liệu từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm chậm nhất là hai tuần nữa. Theo Insider, những dữ liệu này sẽ cho biết liệu biến thể Omicron có thể kháng được vaccine hiện tại hay không và có cần điều chỉnh vaccine nếu biến thể này lan rộng ra toàn cầu hay không, người phát ngôn công ty cho biết. Thưa quý vị, WHO cùng bộ biến chủng mới có tên là Omicron, với tốc độ lây lan nhanh hơn Delta và nguy hiểm hơn virus Ebola, sự xuất hiện của biến thể siêu đột biến Omicron đã làm dấy lên suy đoán rộng rãi rằng biến thể này có khả năng kháng vaccine COVID-19 cao hơn các biến thể trước đó, bao gồm cả Delta. Tuy vậy, vẫn chưa rõ biến thể Omicron ảnh hưởng như thế nào đến với những người đã được tiêm trung bình hai liều vaccine ngừa COVID-19. Liệu loại virus đột biến này có kháng vaccine ngừa COVID-19 hay không? Quý vị hãy theo dõi tin tức sau đây để biết thêm thông tin chi tiết. Vaccine ngừa COVID-19 vẫn có tác dụng. Tất cả các loại vaccine hiện có ở Anh điều hoạt động bằng cách giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và chống lại protein gai của virus, bộ phận chính mà virus sử dụng để xâm nhập tế bào con người. Omicron có hơn 30 đột biến trong protein gai, trong đó có 10 đột biến ở bộ phận gọi là vùng liên kết thụ thể ABD. Vùng này giúp virus liên kết với thụ thể ACE2 của tế bào người và vùng tận cùng N, NTD. Còn Delta có hai đột biến trên ABD. Bất chấp sự biến đổi của virus, sẽ vẫn có những khu vực mà kháng thể và tế bào T, một dạng tế bào miễn dịch, có nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện và tiêu diệt các tế bào mầm bệnh hoặc nhiễm bệnh được phát triển sau khi tiêm phòng hoặc sau khi bệnh nhân khỏi bệnh, hoạt động để chống lại mầm bệnh. Danny Aman, giáo sư miễn dịch học tại Đại học Imperial College London cho biết, theo một số thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ Nam Phi, biến thể Omicron không quá nghiêm trọng và hầu hết những người phải đến bệnh viện điều trị là những người chưa được tiêm phòng và như vậy, vắc xin ngừa COVID-19 dường như vẫn còn hiệu quả. Tế bào T sẽ nhận biết và tấn công các tế bào nhiễm virus đồng thời hướng dẫn tế bào B sản sinh kháng thể để chống lại nguy cơ mà chúng đang phải đối mặt. Chuyên gia Danny Lưu ý, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng tế bào T có thể nhận ra sự khác biệt giữa các biến thể và tạo ra hàng rào ngăn cản virus, vì thế có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ. Câu hỏi đặt ra là khả năng bảo vệ sẽ mạnh mẽ đến đâu? Tất cả những người đã được tiêm hai mũi đều có thể bị nhiễm biến thể Delta, mặc dù khả năng này thấp hơn khoảng 3 lần so với những người chưa được tiêm phòng. Quan trọng hơn, những người đã tiêm có nguy cơ tử vong thấp hơn 9 lần nếu họ bị mắc bệnh. Giáo sư Paul Morgan, nhà miễn dịch học tại Đại học Cardiff cho biết, tôi nghĩ rằng việc suy giảm khả năng miễn dịch thay vì mất hoàn toàn khả năng miễn dịch là điều có thể xảy ra. Ông nhấn mạnh, mặc dù một số kháng thể và tế bào T được tạo ra để chống lại biến thể cũ của virus sẽ không có hiệu quả với biến thể mới, nhưng chắc chắn vẫn có những kháng thể khác phát huy tác dụng. Do vậy, việc tăng cường sự bảo vệ bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận với mũi vaccine thứ ba là một ý tưởng hay. Nếu một nửa hoặc 2 phần 3 hệ thống miễn dịch không đạt hiệu quả và bạn chỉ còn một nửa còn lại, thì việc tiêm mũi bổ sung là điều cần thiết, chuyên gia này nhấn mạnh. David Matthews, giáo sư virus học tại Đại học Bristol nhận xét rằng, đối với những người đã được tiêm hai mũi vaccine và từng bị nhiễm biến thể Delta, nhưng đã hồi phục khả năng hình thành phản ứng miễn dịch hiệu quả chống lại các biến thể mới sẽ rất cao. Một khi cơ thể quen với việc chiến đấu với cả chủng virus cũ và chủng virus mới, thì phản ứng của tế bào T sẽ rất rộng nó không chỉ chống lại được các protein gai ban đầu mà còn đối phó được với những protein gai đột biến của virus. Điều đó là vô cùng hữu ích. Chuyên gia Matthews đánh giá, hiện giờ lo lắng lớn nhất là đối với những người chưa được tiêm phòng. Nếu Omicron có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn biến thể Delta thì nó sẽ dễ dàng tìm đến những người chưa được tiêm chủng và khiến họ phải nhập viện. Điều này chắc chắn sẽ gây áp lực đối với hệ thống y tế. Khi các bệnh viện quá tải, tất yếu các quốc gia sẽ phải thực hiện biện pháp tái phong tỏa. Vậy theo chuyên gia những người nào đã từng tiêm vaccine COVID-19 sẽ có khả năng ngừa được biến chủng mới, đồng nghĩa với việc sẽ làm giảm tải áp lực cho nền y tế của những quốc gia đang bị đại dịch COVID-19 càn quét. Trước tình hình đại dịch COVID-19 còn chưa được dập tắt trên thế giới, thậm chí dịch bệnh còn đã có dấu hiệu quay trở lại tại các nước châu Âu. Trên thế giới, không phải quốc gia nào cũng có số lượng người dân tiêm đầy đủ vaccine. Chính vì vậy, số ca nhiễm ngày càng tăng và dẫn đến quá tải tại bệnh viện, khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang hy vọng về việc vaccine phòng COVID-19 vẫn có thể ngừa được biến chủng mới, đồng thời giúp người dân chống được virus SARS-CoV-2, biến thể Omicron. Những lý do để lạc quan vào vaccine COVID-19 Trước hết, vẫn chưa rõ là biến thể Omicron sẽ hoạt động như thế nào trong nhóm dân số được tiêm chủng cao, chẳng hạn như là Vương quốc Anh. Tiến sĩ Peter English, chuyên về lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm cho biết, nhiều khả năng những người đã được tiêm 2 hoặc 3 liều vaccine sẽ có sự bảo vệ tốt hơn trước biến thể Omicron, hoặc cũng có thể các loại virus hiện có không hiệu quả khi chống lại nó chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin để đánh giá. Một yếu tố khác cũng có thể cản trở hoạt động của Omicron là thuốc kháng virus. Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh cho biết, gần nửa triệu liều thuốc kháng virus sẽ được bàn ra trong tháng 11 tại quốc gia này, ưu tiên cho những bệnh nhân cao tuổi mắc COVID-19 và những người đặc biệt dễ bị tổn thương, chẳng hạn như người có hệ miễn dịch yếu. Loại thuốc này đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng trong giai đoạn đầu mắc COVID-19. Vì thế, cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm y tế của Anh, MHRA, khuyến cáo người bệnh sử dụng ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính và trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Bên cạnh đó, các liệu pháp điều trị hiện hành, chẳng hạn như sử dụng thuốc chống viêm, dexamethasone cũng có khả năng chống lại biến thể Omicron vì nó nhắm vào phản ứng của cơ thể đối với virus, chứ không phải là bản thân virus này. Cuối cùng, các nhà sản xuất vaccine có thể thay đổi vaccine hiện có để đối phó với biến thể Omicron nếu biến thể này thực sự tránh được các phản ứng miễn dịch do vaccine tạo ra ở một mức độ đáng kể. Tiến sĩ Peter English cho biết, vaccine sử dụng công nghệ mRNA và công nghệ vector cho phép thực hiện những thay đổi nhanh chóng đối với các kháng nguyên được sử dụng. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nhanh chóng điều chế so loại vaccine có kháng nguyên phù hợp với biến thể mới. Chuyên gia Peter English cho rằng, biến thể Omicron đã tạo ra rào cản lớn cho cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Nhưng theo những dữ liệu mà chúng ta có được cho đến thời điểm hiện tại, có vẻ như nó sẽ không khiến thế giới quay trở lại giai đoạn cao trào của dịch bệnh từng diễn ra vào năm 2020. Chuyên gia nhấn mạnh, khả năng chống lại các biến thể mới của virus sẽ gia tăng khi ngày càng có nhiều người được tiêm phòng và được tiếp cận với liều thứ ba. Vấn đề hiện nay là người dân của các quốc gia trên thế giới phải được tuyên truyền phổ biến kiến thức về việc tiêm vaccine có thể phòng ngừa được virus SARS-CoV-2 và biến chủng mới Omicron. Trước khi biến chủng mới gây ra hậu quả khôn lường, nặng nề, thì chúng ta nên có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phòng chống dịch bệnh. Tiêm vaccine và thực hiện đúng yêu cầu của giới chức trách của từng quốc gia thì trong thời gian sớm nhất chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Hiện nay, một số nước đã phát hiện ra sự lây lan của biến chủng mới. Vì vậy, việc phòng chống càng sớm biến chủng này càng sớm càng tốt. Tại một vài quốc gia đã có những chính sách tạm dừng chuyến bay đến những nơi có dịch bệnh để tránh lây lan diện rộng hơn nữa. Việc tiêm vaccine bây giờ là rất cần thiết cho tất cả mọi người trên thế giới. Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn cho chính mình sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh nhanh chóng hơn. Kết thúc thông tin trong ngày hôm nay, kênh sức khỏe và đời sống sẽ trở lại vào những bản tin tiếp theo vào sáng ngày mai xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại